Em nè, thiệt tình là anh không hiểu em nổi luôn á. Vợ chồng mình thì chưa đầy 30 tuổi nữa, còn con mình thì mới có đầy tháng à. Vậy mà em cứ một hai bắt anh tới phòng công chứng này, rồi giờ làm di chúc cho con nữa chứ. Thiệt là sao vậy? Anh này, thời buổi này á, sống chết có số, anh phải tính trước hết chứ. Tính trước, ý em là tính trước để lỡ mà anh đây có gì là em lấy chồng khác hả? Trời đất ơi, anh cứ vậy hoài à. Vợ chồng mình á còn trẻ thiệt, nhưng mà mình phải lo trước mấy cái vụ di chúc này để đảm bảo tương lai cho con mình chứ, đúng không? À vậy hả? Cũng đúng. Ừ, chiều thiếu em luôn. Dạ, vợ chồng em muốn lập di chúc hả chị? Con mời anh chị qua gặp công chứng viên để công chứng viên tư vấn cho mình rõ hơn về cái thủ tục di chúc đó. Dạ, em mời chị nha. Dạ chào anh, vợ chồng em á bữa nay tới đây á là muốn làm cái di chúc để lại toàn bộ một cái nhà, một chiếc xe với lại toàn bộ tài sản cho con của tụi em luôn. Dạ, toàn bộ tài sản khác luôn anh. Dạ. Các anh chị ơi, văn phòng công chứng của chúng tôi á chỉ có chứng nhận được di chúc là thể hiện rõ là nhà, xe, còn nội dung toàn bộ các tài sản khác mà các anh chị không thể hiện rõ được trong cái di chúc thì chúng tôi không thể chứng nhận được. Thôi mà anh ráng giúp tụi em chút được không, chứ mấy cái phần giấy tờ này á vợ chồng tụi em có rành lắm á. Dạ. Thì thật sự là cái toàn bộ cái tài sản khác đó không thể hiện rõ, chúng tôi không thể chứng nhận được đâu. Ủa sao kỳ vậy anh? Thì toàn bộ tài sản khác thì mình cứ chứng cho toàn bộ tài sản khác thôi. Ủa chứ không lẽ mốt vợ chồng em mua thêm cái nhà, mua thêm cái xe rồi muốn để lại cho con là mỗi lần vậy là phải đi công chứng thêm lần nữa ha? Dạ. Ủa mà anh công chứng viên không đồng ý chứng cho di chúc toàn bộ tài sản khác là đúng hay sai đây?